lần đầu tiên đi fashion show với chiếc áo dài xanh lá, đầy những trái tim nổi lên tình yêu thương của bé. Được gia đình, cha mẹ, ông bà, anh em, mọi người đều muốn đặt một trái tim yêu lên ngực của bé đang nhỏ nhỏ bé. Những trái tim đặt dày đặc, màu xinh xắn, dễ thương. Chiếc áo dài màu hồng lợt của bé Angel, một siêu người mẫu rất pro, đã từng đi diễn khắp nơi. Những chú chim non đang đậu trên cành cây rất trẻ thơ. Đây là bộ sưu tập được thiết kế những hình mẫu nhí nhảnh dễ thương, bắt mắt mọi người, nhất là các bé nhỏ. Một design phá cách đã làm nổi bật chiếc áo dài nhung hồng của bé Angel. Xin quý vị cho một tràng pháo tay thật lớn để ủng hộ các thiên thần từ thiện. Sau đây là phần diễn của bé Kayla. Hôm nay em mặc một chiếc áo màu đỏ, là màu cực kỳ nổi bật. Nó là màu của tình yêu nồng cháy, quyến rũ. Màu của năng lượng tối cao. Và hầu hết những biểu tượng màu đỏ đều được sinh ra trong một quá khứ đầy quyền lực. Và một đàn bướm tung tăng bay trên những cánh hoa, thúc mật từng đóa hoa nhỏ, đã thể hiện một sự ngây thơ của trẻ em. Sau đây là phần trình diễn của cô Hà Đoàn với chiếc áo dài nhung màu tím. Một bó hoa xuân được thiết kế chạy dài từ bờ vai xuống tà áo dài, hoa nổi truy đi đủ màu sắc. Màu tím mô tả giúp cho chúng ta mở rộng hơn tiềm thức của bản năng, liên kết tâm trí với một cấp độ cao hơn của ý thức. Chính vì lẽ đó, màu tím là đại diện cho tương lai, trí tưởng tượng của con người, được các nhà triết học cực kỳ yêu thích. Những hoa nổi truy đi được kết nối nhằm tôn vinh vẻ đẹp chiếc áo dài, trở nên vui tươi như những ngày hè rực rỡ khắp nơi, để báo hiệu một mùa hè sắp đến. Tay thật lớn. Bây giờ xin mời quý vị cho một tràng pháo tay thật lớn để chào đón sự trở lại của tất cả các hoa hậu từ thiện và các người mẫu thiếu nhi chuyên nghiệp. Chúng tôi cũng xin mời anh John Tạ, phần set lifestyle
chị Thủy Lâm, đại diện cho công ty DMJ, và tất cả những nhà tài trợ bảo trợ lên sân khấu để chúng ta chào tạm biệt, kết thúc cho chương trình ngày lễ mẹ hôm nay. Và thưa quý vị, một người sứ quốc viên của Liên đoàn Sài Gòn TV với chương trình góc khuất, đó là Chelsea. Bây giờ không có khuất nữa mà sẽ lộ diện lên sân khấu giới thiệu về Learning Star Center. Chelsea cảm ơn quý vị khán giả đã đến với chương trình hôm nay. Nhưng mà không phải chương trình góc khuất mà chương trình của lễ Mother's Day. Trước tiên em chào anh và chào quý vị khán giả của đài Liên đoàn Sài Gòn thêm một lần nữa. Và năm nay rất là vui vì Chelsea lần đầu tiên được ra mặt, giống như anh Bậc Thanh nói là không cần góc khuất nữa mà được lộ diện. Thì vừa rồi Chelsea có ngồi bàn bên kia, nếu mà quý vị nào mà có được cái có cái duyên với Chelsea thì gặp Chelsea ở bên cái bàn bên kia cùng với mấy em trẻ vẽ mặt, face painting. Thì hôm nay cho đại diện cho Learning Stars Academy của Chelsea mới mở thì mình làm free cái mặt vẽ mặt là free. Và nếu mà bây giờ thì rất là muộn, là không còn thời gian nữa. Nhưng mà Chelsea mở là cái Learning Center, Tutoring Center đó thì ở cách Phước Lộc Thọ có 3 phút à. Thì nếu mà ai có duyên thì mình sẽ được gặp lại nhau tiếp. Thì bây giờ em xin mời dừng lại máy cho anh. Rồi, cảm ơn Chelsea góc khuất đã lộ diện. Bây giờ thì xin mời ban tổ chức cũng như là các con lên lấy hoa tặng cho các cô hoa hậu ở đây nè, nhanh lên. Hoa ở đây nè, đó, hoa ở đây. Đó, nè các con lên lấy tặng cho các mẹ đi. Đó, còn hoa nè, nhanh, lấy đi con, lấy tặng đi. Đó, chúng tôi xin mời các bà mẹ của các em trong nhóm hoa hậu từ thiện lên đây để các em tặng quà, tặng hoa cho mẹ nè. Nè lên, nhanh lên, các mẹ ơi, nhanh lên. Các em tặng hoa cho các mẹ nha. Nhớ tặng là phải nói sao? Con yêu mẹ, con thương mẹ nha, chứ không phải tặng không nha. Rồi, nhanh lên tặng hoa đi. Đó, dễ thương quá. Đó, đâu nữa? Rồi, đó. Đâu, 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 đâu? Nè, nè, lại tặng hoa cho mẹ đi. Mẹ đang chờ kìa con. Nhanh lên. Đó, nè, tặng hoa cho mẹ đi nữa nè. Đó, đây nè. Đó, rồi xin mời các bà mẹ ra đây nè, đứng chụp hình chung với các em một đứng ra giữa sân khấu, đứng ra giữa sân khấu. Có mẹ nào chưa có hoa đây tặng hoa? Đây Thanh Nhã có hoa, cô nào chưa có hoa nữa, cô nào chưa có hoa của con tặng, Phạm Khanh tặng luôn đây. Có hoa. Anh ơi còn một cô nữa chưa có hoa nè. Đó, 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 đó. Tặng hoa luôn. Rồi. Chị Thủy Mặc ơi, lên chào tạm biệt quý khán thính giả. Chị Thủy Thủy Lâm, chị xin lỗi. Chị Thủy Lâm. Anh Trần Tà, hôm nay anh thấy chương trình như thế nào? Thưa Phạm Thanh, hôm nay Trần Tà thấy cái chương trình hôm nay rất là có ý nghĩa và rất là vui vẻ, thấy bà con nào đều có một cái dịp rất là vui vẻ, là cũng có nhiều cái chương trình rất là hay. Cho anh Tà rất là xin cảm ơn, cho anh Tà xin tạm biệt quý vị khán giả. Cảm ơn anh. Rồi bây giờ xin mời một cô đại diện của cô Hoa Hậu lên đây. Phạm Khanh hỏi xem là các cô huấn luyện các em như thế nào mà chuyên nghiệp quá vậy? Hồi nãy đó Phạm Khanh thấy rõ ràng là có những em là hầu như đó là đi rất là đẹp. Em trai thì đi rất là vững chãi, vững mạnh. Phạm Khanh thích nhất là cái áo dài mà sọc sọc caro đó. Chắc là sắm một bộ để chuẩn bị làm mấy cái chương trình Tết. Đó, nhìn nó đẹp quá ha. Đó, làm sao mà huấn luyện các em mà đi như là chuyên nghiệp như vậy? Dạ, tụi em mỗi chủ nhật thì tụi em có tập trung một cái studio. Tụi em huấn luyện cho các em về ca múa nhạc kịch, fashion show về và những câu ca dao tục ngữ Việt Nam. Để các em biết được đất nước Việt Nam mình có những cái truyền thống như thế nào. Và chúng em trong đó có dạy múa và dạy các em đi fashion show. Trước đó thì các em cũng có đi rất là nhiều. Còn những bộ sưu tập thì do tất cả những cô người mẫu Miss Charity, mỗi cô có một ý tưởng riêng, cái nhóm của mình để sáng tạo ra những tạo dài cho các em. Wow. Mỗi cô có ý riêng mà hợp lại thành một cái màn trình diễn fashion show quá hay, quá đẹp, quá chuyên nghiệp trong chương trình ngày hôm nay. Một lần nữa thưa quý vị, chúng tôi xin cảm ơn tất cả các quý vị phụ huynh, các bà mẹ, câu lạc bộ tình nghệ sĩ, các phụ huynh, các em
ở câu lạc bộ tình nguyện sĩ, cũng như là câu lạc bộ các hoa hậu từ thiện, các phụ huynh và các em đã bỏ một cái ngày ngày chủ nhật rất ý nghĩa, đó ngày lễ mẹ, đến đây để mà góp vui cho tất cả các bà mẹ có mặt trong ngày hôm nay. Một lần nữa xin chào tạm biệt. Happy Mother's Day. Mưa buồn không hề rơi và con sẽ cố từ sáng đến trưa chiều, khi thấy mẹ thì cười vui thật nhiều.